Sáng nay, đoàn khảo sát Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội 14 do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng bộ tỉnh Đắk Lắc về kết quả công tác xây dựng đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011-2025 của đảng bộ tỉnh Đắk Lắc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 13 cũng như thi hành điều lệ Đảng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, qua đó làm rõ ưu khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới cần tập trung vào các vấn đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và nhân dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong tầng lớp nhân dân. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng yêu cầu các đại biểu cần phát huy dân chủ với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, những vấn đề còn hạn chế trong thực tiễn cần mạnh dạn có ý kiến với tinh thần chiến đấu cao vì sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Đối với những ý kiến kiến nghị của địa phương đoàn khảo sát ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để báo cáo tiểu ban văn kiện và tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 14 của Đảng trong thời gian tới.